Đây nhá, 5 lạng này 205.000. 7-8 người ăn thoải mái với túi này luôn. Đây nhá, còn nếu mà ai mà ăn nhiều ấy thì chắc là một ngày có những bạn có thể ăn một phát hết gần nửa cái túi này luôn á. Đó, nhá. Ăn không hết thì để tủ đông nhanh. Winber nhanh, Winber nhận được hàng chưa? Em lấy 1 cân nha. Thanh chúc inbox của chị nhá. Bạn nào mà Facebook mà không để chế độ công khai á, có nghĩa là mọi người không đăng cái gì mà là chế độ là còn chế độ ẩn nữa ấy, thì mọi người mua 1 cân thì mọi người phải cọc trước thẻ cho em. Đó, em phải nói trước nhá. Đấy, cho nó hai bên cho nó vui vẻ nhá. Mà mình không có Shopee đâu, không có Shopee đâu. Nhớ mọi người để chế độ công khai. Nhà em vào trang Facebook cá nhân của mọi người, nhà em thấy tin tưởng mọi người mua 1 cân thì không bao giờ phải đặt cọc thẻ. Nhưng mọi người để chế độ trang Facebook của mọi người lúc nào cũng là ẩn, không để người khác nhìn thấy. Đó, thì mua 1 cân phải cọc thẻ trước đây. Đó, nha. 5 lạng là 205.000, 7-8 người ăn thoải mái luôn nhá. Đó, nhà em gọi điện chốt đơn 2-3 lần không được, nhà em sẽ để cho mọi người vào trong danh sách đen nhá. Bởi vì là gọi điện nhiều cho mọi người không nghe máy, xong lần sau lại gọi tốn thời gian lắm luôn á. Thế là em sẽ không gọi điện đến lần thứ 4, lần thứ 5 đâu ạ, nhá. Đây, ok anh Lê nhá. Anh ơi, cái này mua túi 5 lạng nó tiết kiệm hơn nhá. Túi 5 lạng nó tiết kiệm hơn nhiều ấy. 5 lạng nó tận 205.000 cơ. À quên, nó tận 5 lạng nó chỉ có 205.000 thôi. Mà túi này, túi đập sẵn ăn thử là 125 nhá. Đập sẵn ăn thử. Nếu bạn nào chưa ăn thì nhà em bao giờ có thể mua túi nhỏ để ăn thử để 125 này. Đấy. Có một bụng bia. Chứ 20 Shopee mình đã bỏ từ lâu rồi. Shopee mình đã không dùng từ rất là lâu rồi, gần 1 năm nay rồi, bởi vì nó làm mất hàng. Có những cái hàng nhá, nó đi 1 tuần không đến nơi luôn Shopee ấy. Thế là mình nghỉ luôn, không hợp tác nữa, bởi vì là như thế cái đồ ăn của mình nó sẽ hỏng hết. Đó, anh nhá, một túi này 125.000. 125 nhá. Cho mọi người ăn thử nhá. Đang đau dạ dày không dám ăn chị ạ. Vẫn còn ít để trong tủ đá mà nhìn chị ăn dã quá. Thôi cứ từ từ, nếu mà ăn đau dạ dày kiểu mình cảm giác bây giờ mình ăn là mình phải chấm ớt đúng không? Đấy thì thôi, để đợi lúc nào mà đợi nó đỡ đau đã, chứ không bây giờ phải chấm ớt rồi. Đó, có nghĩa là mình chấm tương ớt hay gì nó cay lại đau thì sao. Cứ để tủ đá thoải mái 4-5 tháng nhé. Đây, chấm chẩm chéo này. Ok anh Lê nhá. Đây, chấm chẩm chéo này. Đó. Chia sẻ like với tặng chẩm chéo nhá. Cái chẩm chéo em nó có cay. Nếu mọi người muốn ăn cay hơn nữa thì mọi người có thể chấm với tương ớt. Không nhất thiết mọi người phải chấm với chẩm chéo của em nhá. Mọi người có thể chấm với tương ớt, nhưng mà chấm chéo chắc chắn nó sẽ ngon hơn rồi. Nó ăn nó cay hơn một chút, nhưng nó có cái mùi hạt rổ mắc cày nó rất là thơm. Và nó có cái độ chua chua một tí, đậm vị một tí, ngon lắm. Đây, một túi này 5 lạng 205.000, 7-8 người ăn thoải mái luôn nhá. Ai cho ăn thịt lợn nhà em có thể mua một túi 5 lạng nhá. Chị Đại thấy nhân viên nhà em gọi đến cho đơn chưa ạ? Em về quê mất tầm 3-4 hôm á. Thế nên là có thể là mấy cái hôm đấy em chốt đơn bị thiếu, mọi người thông cảm nhá. Đây, một túi 5 lạng như này là 205.000 à. Cái này em bán rất là lâu rồi. Ok Mai Anh nhá, chia sẻ like cho mình nhá Mai Anh nhá, được tặng chẩm chéo nhá. Mọi người không chia sẻ live stream cho em thì về mọi người có thể chấm với tương ớt cũng được. Bởi vì không chia sẻ thì nhân viên nhà em sẽ không tặng chẩm chéo cho mọi người được đâu ạ. Nha. Chị Đại để lại số điện thoại địa chỉ, tí chị kiểm tra lại đơn nhá. Một túi 5 lạng như này là 205.000 này. Chia sẻ like sẽ tặng kèm chẩm chéo này. Túi đập sẵn ăn thử là 125 này. Đây là túi đập sẵn ăn thử này, mọi người nhìn này. Đó, ăn thử này. Túi đập sẵn và túi không đập sẵn nó chỉ khác nhau là cái túi dễ xé hơn và khó xé hơn rồi, chất lượng nó như nhau nhá. Một túi như này là 125 này. Đó, còn túi to hơn tiết kiệm hơn là 205. Chị ơi nhận được rồi, ngon lắm ạ. Chị cảm ơn Tươi Nguyễn nhá. Thấy thịt nhà chị ngon rồi thì nhớ ấn theo dõi trang Facebook của chị nha. Tại vì là em sợ lắm, Facebook mà cứ dở cũng ngơ nghe. Có những lúc mà mất tương tác ấy. Mọi người ăn thì nhà em ngon rồi, nhiều khi muốn tìm lại em ăn còn không thấy em ý. Bởi vì là mất tương tác ấy, nên em cảm thấy khổ lắm. Bảo quản ngăn đá hay ngăn... À đây là phải bảo quản trong ngăn đá nhá mọi người nhá.
thịt làm từ thịt gì vậy ạ? Thịt này là thịt lợn em nhớ. Và đa số trong một cái túi thịt này mọi người ăn sẽ thấy đa số là thịt mông thôi. Ăn nó rất là ngọt thịt, nó rất là chắc thịt và nó rất là đậm vị luôn. Cái hạt sổi mắc ké này này, nó làm cho cái thịt ăn á, khi mình ăn nó hòa quyện với cái thịt ấy, nó tê tê lưỡi một chút. Đấy, đây 5 lạng là 205.000. 7-8 người ăn thoải mái luôn. Ăn không hết phải bảo quản xong ăn đá cho em, bởi vì nó không có chất bảo quản nha. Ba bầu này, mẹ sau sinh này, hay là trẻ con này thì đều ăn được hết. Đấy, còn túi này là 125.000, 125.000 nhá. Đấy. Còn nhiều chị nhá, có nghĩa là mọi người nhắn tin cho em thì mọi người thông cảm giúp em và nhà em rất là nhiều tin nhắn nên rét nó hơi chậm một chút. Có những chị tự ái, các chị bảo là trời ơi em bán hàng mà chẳng thấy rét tin nhắn gì cả. Thế em khinh khách à? Trời ơi, không phải là em khinh.